Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 61, phép trừ không nhớ trong phạm vi 1.000, vở thực hành môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách ra trang số 62 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người thì yêu cầu là tính. Như vậy ở đây có 4 cái phép tính này. Chúng mình sẽ thực hiện cái phép tính thứ nhất này. Đây là phép trừ nha các em. Thì chúng ta cũng thực hiện tuần tự giống như phép cộng. Thực hiện từ bên tay gì? Tay phải sang bên tay trái này. 7 trừ đi 0 thì bằng 7 nè. Được chưa? 6 trừ đi 4 thì bằng 2. 4 trừ 2 bằng 2. Được chưa? Rồi, phép tính tiếp theo nè. 2 trừ đi 2 bằng 0. 3 trừ đi 1 thì bằng 2. Và 7 trừ đi 4 thì được gì? Được 3. Phải chưa? Phép tính tiếp theo này, 291 trừ 250, 1 trừ đi 0 thì bằng 1 này, 9 trừ đi 5 thì bằng mấy? Bằng 4 này, 2 trừ 2 bằng 0, như vậy mình không cần viết, đúng không nào? Vậy kết quả đây là bao nhiêu? 41 nhé. Tiếp theo là 991 trừ 530, 1 trừ 0 thì bằng 1 này, 9 trừ đi 3 thì bằng mấy? Bằng 6 này. Và 9 trừ đi 5 thì bằng 4. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được bài số 1. Sang bài số 2. Bài số 2 người ta yêu cầu mình là đặt tính rồi tính. Như vậy đây có mấy? 4 cái phép tính này. Chúng ta phải đặt phép tính, sau đó chúng ta gì? Thực hiện cái phép tính này. Thầy sẽ kể luôn cả 4 cái phép tính này. 3 này, 4 này. Rồi, phép tính thứ nhất này. 5, 4, 3. Các em trừ cho 4, 0, 3. Đấy, như vậy 3 trừ đi 3 thì bằng gì? Bằng 0 này. 4 trừ đi 0 bằng 4 này. Và 5 trừ đi 4 thì bằng 1. Được chưa? Phép tính thứ hai này, 6, 1, 9 nè, trừ cho 2, 0, 7 nè, chưa nè, 9 trừ đi 7 thì bằng 2, 1 trừ đi 0 thì bằng 1, và 6 trừ đi 2 thì được mấy các em? Được 4 nè, xong chưa? Rồi phép tính thứ ba nhé, 7, 5, 8 này, trừ 7, 2, 7 nè. 8 trừ đi 7 thì bằng 1, 5 trừ đi 2 thì bằng 3, và 7 trừ đi 0 bằng 7. Như vậy đây chỉ còn bao nhiêu? 31 thôi. Phép tính tiếp theo này, 3, 4, 7 trừ 1, 2, 0. 7 trừ đi 0 thì bằng mấy? Bằng 7 nè. 4 trừ 2 bằng 2. Và 3 trừ đi 1 bằng 2. Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành được bài số 2. Bây giờ sang cái bài số 3 này. Người ta yêu cầu là tính nhẩm. Rồi, mình có phép tính thứ nhất này. 700 trừ 300 tức là gì? 7 trừ đi 3. Vậy thì 7 trừ 3 thì chỉ còn mấy đây? 4. 4 gì? 400. 600 trừ 400 tức là 6 trừ gì? 6 trừ 4. Vậy thì 6 trừ 4 còn mấy? 2. Sẽ là 2 gì? 200 nhá. Xong chưa? 800 trừ 500 tức là 8 trừ 5. 8 trừ 5 thì còn mấy? 3.
300, phải không nào? Rồi 900 trừ 700 tức là 9 trừ 7 thì còn mấy? 200. Xong chưa? Sang bài số 4. Bác Sơn thu hoạch được 580 kg thóc nếp. Bác Hùng thì thu hoạch được ít hơn bác Sơn là 40 kg. Hỏi bác Hùng thu hoạch là bao nhiêu? Này, các em chú ý là thầy vẽ cái sơ đồ chúng ta hiểu này. Bác Sơn này, thu hoạch là bao nhiêu? 580 kg thóc nếp, đúng không? Một cái bác nữa là bác Hùng này. Bác Hùng này thì thu hoạch được ít hơn bác Sơn, tức là gần bằng bác Sơn, đúng không? Đấy, và cái phần này nè, phần này nè, là cái phần bác Hùng thu ít hơn bác Sơn chỗ này nè, là bao nhiêu? 40 kg này. Vậy thì ta hỏi cái bác Hùng này nè, bác ấy thu hoạch là bao nhiêu kg? Vậy thì muốn tính được cái số mà bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu, mình chỉ cần lấy gì? Số mà bác Sơn thu hoạch được trừ đi cái phần gì? Bác Hùng ít hơn này. Đấy, đúng không? Như vậy mình đã xác định được phép tính dựa vào câu hỏi để mình viết lời giải. Hỏi bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc nếp thì chúng mình chỉ cần viết ngắn gọn, bởi vì người ta chừa cái dòng rất ít nhá. Đúng đầy đủ chúng ta phải ghi là bác Hùng thu hoạch được số kg thóc nếp là. Đấy, nhưng mà đây người ta chừa rất là ngắn thì chúng ta chỉ cần ghi ngắn gọn thôi. Là bác gì? Bác Hùng. Bác Hùng này thu hoạch được là. Đấy, các em chỉ cần ghi ngắn gọn như vậy thôi. Thu hoạch được là. Được chưa? Các em sẽ lấy cái gì? 580 trừ cho 4 gì? 40. Đấy. Như vậy mình thực hiện cái phép tính trừ này. 0 trừ 0 bằng 0, 8 trừ 4 bằng 4, 5 hạ 5 chúng ta viết, viết 5 sẽ còn 500 gì? 540. 540. Đơn vị đây là gì? Kg. Rồi, và các em ghi đáp số nha. Đáp số 540 kg. Xong chưa? Như vậy thì chúng mình đã hoàn thành được tiết số 1 của cái bài này. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình kem nha.